Free Fire chiến cùng rapper on the mic. Misty và đây là và mình là RT và chào mừng quý vị khán giả đến chương trình Rapper on the mic. Và đây là một chương trình được VG siêu vũ trụ giải trí đa tầng kết hợp cùng với Nomad Management phối hợp thực hiện. Mà ở đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về thế giới rap đầy thú vị. Và mỗi tập chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những vị khách mời, có thể là rapper, có thể là streamer, hoặc là nhiều vị khách mời mà các bạn có thể đón xem. Ở đây thì họ có thể chia sẻ về kỹ năng này, cũng như là văn hóa hip hop. Đó, ngoài ra thì có thể biết thêm về những cái gọi là thuật ngữ sâu hơn về rap. Yeah, và chương trình được phát sóng hàng tuần trên siêu ứng dụng điện tử Vion. Cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Ghana Free Fire, Battle in Style, chiến cùng Rapper on the Mic. Và xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ cùng chương trình H&M Việt Nam đã đi cùng Rapper on the Mic. Yeah. Và đầu tiên để mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin VG tổng hợp về thế giới rap trong tuần vừa qua. Let's go. Hey yo, xin chào mọi người, mình là RT đây. Ngày hôm nay thì RT cũng đi cùng với một bạn MC rất là xinh xắn và duyên dáng. Chào mọi người, mình là Tú Yên đến từ VG. Là một tuần nữa trôi qua và bản tin tổng hợp những tin tức hot nhất từ thế giới rapper đến từ VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng lại tiếp tục được gửi đến các bạn khán giả của Rapper on the Mic rồi đây. Vậy thì trong 148 giờ qua mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Mọi người hãy check it out nhé. Trong tập 6 Rap Việt mùa 2, Binz đã hoàn tất đội hình team mình bằng cú chốt sổ với thành viên thứ 10 là Kelly. Sau bản rap đậm chất nữ quyền đẹp từ trong xương dựa trên sample là Con Gái Thật Tuyệt. Không chỉ đang làm tốt ở vai trò rapper, Kelly còn khiến nhiều người giật mình khi nhận ra đây là cô bé Nguyễn Kim Anh, vài năm trước từng chinh chiến ở một cuộc thi hát uy tín hay thậm chí là trợ diễn cho một nhóm nhạc trong chương trình Về Nhảy. Năm 2016, Nguyễn Kim Anh đã chinh phục khán giả và toàn bộ huấn luyện viên với ca khúc 1 phút giây khi tham gia một cuộc thi hát. Cô bé 12 tuổi rất tự tin và tràn đầy năng lượng, chạy xuống mời Đông Nhi, ông Cao Thắng lên sân khấu quẩy cùng mình. Đông Nhi còn phấn khích đến mức chạy đến đánh trọn hộ cho Vũ Cát Tường. Đoạn video cô hát tiến quân ca trong chương trình Giai Điệu Tự Hào năm 2014 từng gây sốt mạng xã hội một thời, nhận được rất là nhiều lượt xem và chia sẻ vì chất giọng trong trẻo và gương mặt quá đáng yêu. Sự thật việc rapper nước ngoài ẩn ý về phần trình diễn của D-Lo. Mới đây, Vinjay, một rapper nước ngoài, đã vào bình luận ở phần trình diễn của D-Lo tại Rap Việt mùa 2. Rapper này cho rằng flow và lời ở đoạn Everybody rap like that, Everybody wanna make the tracks like that rất quen thuộc. Sau đó, D-Lo đã trực tiếp nhắn tin cho Vinjay để nói chuyện thẳng thắn và nhận được câu trả lời từ nam rapper người nước ngoài bằng tiếng Anh, tạm dịch là mọi thứ đều ổn cả người anh em. Và người hâm mộ đã gửi cho tôi xem video đó nên tôi mới kiểm tra. Việc này không có gì to tát cả, tôi rất vui vì bạn đã được truyền cảm hứng. Xuất hiện trong tập 5 của Rap Việt mùa 2, D-Lo mang đến bản rap Lucky Boy dựa trên sample Blackjack của Binzy, Subin Hoàng Sơn. Tuy nhiên, nam rapper bị soi về phần fast flow và lyric trong bài có sự tương đồng với một sản phẩm của nam rapper người nước ngoài Vinjay. Rapper này sau đó cũng để lại bình luận bên dưới video phần trình diễn của D-Lo. Trùng hợp thay khi cả Kelly và D-Lo vừa trở thành tâm điểm của tuần vừa qua, thì hai người thầy của họ là huấn luyện viên Binzy và Rhymastic cũng đã vừa có cú nổ lớn với Subin và Gulliver. Tối ngày 22 tháng 11, fanpage chính thức của Space Speaker đã đăng tải poster hé lộ về sản phẩm tiếp theo. Theo đó, lời giới thiệu: xin trân trọng thông báo sự kết hợp lần đầu tiên của bốn người dị nhất Space Speaker, đó là Gulliver, Rhymastic, Binzy và Subin, đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trên bức ảnh được thiết kế theo tông màu đỏ, đen, trắng, đặc trưng của Space Speaker. Dòng chữ New Single Release báo hiệu cho khán giả một đĩa đơn mới sắp được đế chế hip hop này cho ra mắt trong thời gian sắp tới. Vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi thì chúng ta hãy cùng đi qua bên kia địa cầu để xem những anh em rapper trên thế giới có những thông tin gì đáng chú ý nhé. Hy vọng là tuần này sẽ toàn những tin vui, không còn tin buồn như tuần trước. Ok, let's go! Album Lil Nas Montero và đĩa đơn đột phá của anh ấy, Montero, Call Me By Your Name, đã nhận được đề cử ở 3 hạng mục lớn: bản thu của năm, album của năm và bài hát của năm. Trước đó, nam rapper đến từ Atlanta cũng từng nhận được đề cử ở hạng mục thứ 4 của Big Four là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải Grammy 2020. MV của sản phẩm Montero, Call Me By Your Name cũng nhận được đề cử cho video âm nhạc hay nhất. Và màn hit Industry Baby của nam rapper kết hợp cùng Jack Harlow đã nhận được đề cử cho màn trình diễn Melodic Rap hay nhất. Đây là một sự công nhận đáng khích lệ dành cho Lil Nas sau khi anh đã phải đối mặt với những nhận xét kỳ thị giới tính và những lời chỉ trích gay gắt từ các nhà lập pháp và nhà bình luận bảo thủ sau khi anh phát hành Montero, Call Me By Your Name và MV của sản phẩm vào mùa xuân năm ngoái. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022 sắp tới, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ được chính thức mở màn. Nếu ở giải năm nay Lil Nas tiếp tục gặt hái thành công,
chắc chắn sẽ đem lại thêm cho cộng đồng LGBT trên thế giới một sự khích lệ rất lớn. Snoop Dogg ra mắt album thứ 19 trong sự nghiệp của mình. Đầu năm nay, nam rapper kỳ cựu Snoop Dogg đã phát hành album phòng thu thứ 18 From the Street to the Shoot, và nam rapper này đã tiếp tục chỉ sau vài tháng với album thứ 19 của mình mang tên Algorithm. Album này sẽ đánh dấu lần phát hành đầu tiên của Snoop Dogg kể từ khi gia nhập Def Jam với tư cách là giám đốc điều hành vài tháng trước. Chia sẻ về album trong một buổi phỏng vấn, Snoop Dogg khẳng định có rất nhiều tài năng trong sản phẩm lần này, rất nhiều phong cách âm nhạc, nó phá vỡ mọi thuật toán hiện có. Hiện tại thuật toán đang nói với chúng ta rằng bạn phải rap theo cách này, bạn phải nghe theo cách kia, nhưng những thuật toán đó lại không nói cho bạn biết bạn nên cảm nhận bằng cách nào. Thuật toán của tôi sẽ cho bạn cảm giác chứ không chỉ là âm thanh. Năm 2019, Snoop Dogg cũng đã có màn kết hợp cùng Sơn Tùng MTB, trở thành một trong những sự kiện hot nhất của Vbop năm đó. Wow, thật sự thì OT cũng đang rất là mong đợi album lần này của Snoop Dogg. Hy vọng rằng album lần này sẽ công phá hết tất cả các bạn xếp hạng của thế giới, cũng như là làm rap fan thỏa mãn. Còn Uyên thì cực kỳ trông đợi vào vòng đối đầu của Rap Việt mùa 2 sẽ được chính thức bắt đầu vào thứ bảy tuần này, ngày 27 tháng 11 năm 2021. Và các bạn cũng đừng quên hãy bật ngay sử dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất nha. Và cũng đừng quên là hãy theo dõi vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, để được cập nhật những tin tức hot nhất về Rap Việt mùa 2 và rất rất nhiều điều thú vị khác nữa. Còn bây giờ thì chắc là OT sẽ phải quay trở lại với Mithy thôi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình Rapper on the Mic, let's see. Free Fire, ba đồ style. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Rapper on the Mic. Và đối với Mithy thì một bài hát thì hay thì nó sẽ gồm những cái gì? À, một bài hát hay thì đối với Mithy thì phải là đẹp trai nè, thì phải là sáu múi nè, phải là phong cách nè, lời rap nó phải kiểu đao to búa lớn đấy. Nhưng mà có quan trọng là gì? Quan trọng là nghe nó đã. Nghe đã. Vậy thì cái đã ở đây nó sẽ gồm những cái gì ở trong đó? Đặc biệt đó chính là flow. Flow là một cái yếu tố rất là quan trọng vào trong những bài rap của tất cả các anh em rapper. Và flow thì được sinh ra từ delivery. Lúc mà coi Rap Việt á là hay nghe huấn luyện viên kêu là delivery của em rất là tốt này nọ thứ, nhưng mà thật sự là không biết thật rõ thì ra delivery nó là cái gì á. Delivery thật rõ là thì nó là đơn giản là nó một cái sự truyền đạt. Và cái truyền đạt đấy thì nó sẽ có ở những góc nhìn thái độ của cái người đó khi mà viết ra cái bài hát đó. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ là những khách mời có chuyên môn sâu hơn về delivery này. Giới thiệu luôn đi. Giới thiệu đúng không? Ok, vậy thì rapper on the mic sẽ make some noise cho khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Một khách mời là rapper và một khách mời là streamer. Oh yeah. Ladies and gentlemen, hi Debra and Gió. Hey yo, what's up? Chào mọi người, mình là Hydra. Yeah. Và mình là Gió. Nhưng mà hơi cứng thế. Ok. Mình thấy là Gió là khi mà streamer đi thì không biết là Gió có hay nghe nhạc rap không nhỉ? Trong thời gian vừa qua thì do là dịch ở nhà nên là Rap Việt thì cày không trượt tập nào. Có thấy là lão Gió là có ở bên Free Fire, là Free Fire cũng hay làm nhạc về rap lắm nè. Thì không biết là lão Gió có từng rap các thứ chưa nhỉ? Mình thì đã từng rất là nhiều bài rồi. Đấy, có nhiều bài cơ. Nhưng mà không phải là tự viết ra và cũng không phải tự sáng tác ra, mà là có người sáng tác và mình chỉ đọc lại thôi. Nhưng mà vậy là có khi là cũng biết sơ sơ rồi. Ok, thế bạn thử cho bọn mình nghe sơ qua được không nhở? Ôi, cái đó khó rồi. Không biết là cái này khó quá. Quên, người ta quá. Quên à, người nếu quên. Mà nếu mà thử thì phải kêu hai ra thử đây nè. Thật sự là Hebra có ở trong chương trình Rap một mùa một đầu tiên ấy thì Hybra có một bài khá là nổi bật. Bài đấy tên là Người Cha Công. Đúng rồi. Đấy, thì hôm nay nhân tiện là chúng ta được góp mặt tại chương trình Rapper On The Mic thì không thể nào mà thiếu đi cái quả lửa flow như thế được. Để nói lên rõ cái delivery thì chắc là nhờ Hybra làm tí nhá. Em cho một đoạn thôi nhá. Ok, một đoạn thôi, let's go. Wow. Sinh ra tôi đã không có mẹ, sống cùng người cha không biết nói. Cha tôi câm điếc không thể nghe từ cha chưa từng có một tiếng gọi. Và cho suy nghĩ non nớt, tôi luôn nghĩ mình phải chịu thiệt thòi. Vâng là... It's ok. Không, nhưng mà tính ra chắc là cũng lâu rồi. Dạ, yeah, cũng lâu, chắc là lâu cũng phải một năm nhờ. Dạ, yeah, đúng rồi. Vậy thì không biết đó là hai ra khi mà mình có nhớ được cái cảm xúc lúc đó khi mà mình ở trên sân khấu, ở trên stage á, mà mình diễn cái bài đó. Mỗi lần mà lên sân khấu mà diễn một bài mà kiểu một bài viết về một nhân vật ấy, thì thường là mình sẽ dành một thời gian trước đó để hòa tâm vào nhân vật. Ok. Và bài đấy là một bài rất là buồn. Cho nên là trước khi lên sân khấu thì mình nhớ là
cả ngày trước hôm đấy nữa là mình đã để cho mình cảm thấy buồn. Sau đó lên sân khấu thì mặt mình cũng rất là buồn. Nhưng mà lỡ như mình lên sân khấu cái ai chọc mình thì sao? Thì lúc đó lúc đó mình phải coi lại nha. Nhưng mà lỡ tự nhiên mình đây buồn quá, cái tự nhiên mình đem vô chọc, ê cô làm gì đó rồi cái cũng khó quá ha. Đúng, cũng khó nó. Tại vì để giữ được cái cảm xúc của mình á. Đúng rồi, cảm xúc này, đúng lời rồi. Này. Đúng rồi, lời. Đúng rồi, đang đọc lời nha. Ví dụ như OT hay bị một cái là đúng rồi, OT cũng hay bị quên lời lắm. Ok, vậy thì một năm vừa qua đó là tuy là dịch đó nhưng mà không biết là nó có ảnh hưởng đến cái gọi là cái mood sáng tác của mình không? Thật ra thì ảnh hưởng chắc là có ảnh hưởng nhưng mà nó không nhiều lắm. Tại vì mình vẫn có thể viết. Chỉ có thiếu một số thứ là mình không thể ra ngoài và gặp bạn bè và tiếp thêm năng lượng từ những người khác. Vâng, thưa các bạn, thì delivery trong rap cũng như là cách truyền đạt ở trong rap nó rất là quan trọng với những người nghe. Tại vì muốn cái bài hát đấy nó trau dồi được rất là nhiều cái ngôn ngữ. Nhưng mà nếu như chúng ta mà không truyền đạt tốt cái những ngôn ngữ đấy thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến người nghe và khó chạm tới cảm xúc của người nghe. Đúng. Nhưng tiện ngày hôm nay đi, gọi là ở đây mình cùng cho một vài cái tips gọi là nâng cao về cái khả năng delivery của mình nó như thế nào đi. Thì không biết là AT mình có cái tip nào để cho mình nâng cao về cái khả năng delivery của mình không nhỉ? Hay cái đấy là nó là bản năng hay là luyện tập được? Thật ra thì bản năng và luyện tập thì nó đều có mang hết. Nó đều có mang một cái máu ở trong cơ thể, trong người mình khi mà mình nghe nhạc. Đấy, kiểu có người thì kiểu khi mà sinh ra thì có một cái giọng rất là ok. Rất là ok, giọng trầm kiểu sinh ra là của dành cho rap luôn á. Nhưng mà có người thì giọng có vẻ hơi mỏng một tí. Nhưng mà với một cách luyện tập đầy đủ thì giọng nó từ gọi là nước lọc cũng trở thành nước cốt dừa. Trở thành nước cốt dừa đấy. Tùy theo cách người sử dụng. Muốn có một cái giọng rõ ràng đấy, giống quan trọng như là phải rõ ràng. Quan trọng là rõ ràng này. Đây, chúng ta phải tập đọc. Đấy, tập đọc, tập nói. Mình cũng thắc mắc là ví dụ như rapper ở nhà mà kiểu luyện tập ấy, thì thường là mình viết lời ra xong rồi mình tập đọc. Đúng rồi, cũng có hai cách. Ví dụ như là thứ nhất ấy là mình sẽ viết lời ra, mình luyện tập theo cái flow của mình viết. Cái thứ hai thì mình đọc sách. Đọc sách. Đọc sách. Giống như các bạn có nhớ hồi nhỏ là khi mà chúng ta năm cấp 1, cấp 2 ấy. Đấy, chúng ta thấy cô, hay ra đứng lên. Đọc cho cô nghe câu này như thế nào, đọc phải rõ nha. Đọc mà kiểu sai chính tả phát là cô cho một điểm ngay. Đấy. Cái thứ hai đó là luyện hơi. Rap thì luyện hơi nó cũng rất là quan trọng nha. Giống như là khi mà mình lấy hơi sao để mà cho rõ. Giống như ở những cái đoạn mà nó phát flow á, giống như kiểu ta 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 thì mình không thể nào để giữ cái hơi của mình nó hụt được. Thế nếu như mà mình hụt là mình đi luôn cả bài luôn, đúng không? Cái tip đầu tiên là để giữ hơi đi. Như trong một cái beat là 1 and 2 and 3 and 4 thì cái hơi của mình cũng phải giữ. 1 and 2 and 3 and 4. Đấy, kiểu mình sẽ phải giữ được cái hơi trong cái bụng và đọc rõ cái lời ra. Đấy, hoặc là mình sẽ giữ hơi ở chỗ kiểu bản năng. Mình giữ cái hơi bản năng đi, giống như là mình giữ cái hơi lúc mà mình lặn xuống dưới hồ bơi á. Đó, xong mà bắt đầu mình đọc. Không, thôi bây giờ dạy trước đi. Đó là cơ bản nhất là ở đây là Lão Gió nè. Tại vì Lão Gió là không chuyên về rap, nhưng mà đã từng hát rap theo một bài người khác viết. Thì làm sao để mà bạn đọc được y như người ta? Ý là người ta bảo ngừng ở đâu thì mình ngừng ở đấy, hay là mình đọc thử qua một lần xong rồi mình tự ngừng theo bản năng mình. Đấy, đúng không? Đây là một người hoàn toàn mới này, họ không biết gì luôn, thì để xem được họ như thế nào. Là lúc đấy là mình như kiểu là theo vần ấy, cứ vần đọc xong rồi nhạc nó cũng vần, không, mình cứ đọc theo thế thôi. Là người ta bảo mình dừng ở đâu thì mình dừng. Đó, ở đó. Hôm nay chúng ta sẽ có một cho lần nhỏ về cái tip này. bạn phải làm thôi. Về chữ nó cứ bay trong đầu. Bây giờ căng thẳng quá, căng thẳng quá. Bây giờ căng thẳng quá. Hai ra trước đi. Hai ra trước đi. Hai ra sẽ là người làm gương cho Lão Gió trước. Bây giờ em thử. Em nó cũng căng thẳng rồi kìa. Phải trận tỉ thí trước đêm tàn, làm khán giả hồi hộp ngay tại hạ dương quá bước lên sàn, chấp đối thủ bằng một tay. Điều duy nhất họ nên làm là sẵn sàng rời khỏi đây, vì nhiều quy tắc hiện đặt trên bàn sẽ làm cho họ bị thổi bay. Độ và lực họ chưa có đủ, cũng chưa đủ về võ công. Họ nên về nhà mơ ôm gối ngủ làm minh chủ của võ lâm. Lộ sơ hở từ công đến thủ, dù có đón theo từng đoàn, tại hạ vẫn thấy họ không đến đủ, chuyển mình đoán theo từng đòn. Hay như đấy, thế thì cái lúc mà mình viết với lại là cái lúc mà mình viết theo nhạc xong rồi là mình giữ hơi theo nhạc luôn hay sao? Đúng rồi, mình sẽ phải giữ hơi. Nó sẽ có từng đoạn ngắt ấy. Kiểu như là mấy câu đầu tiên mình sẽ chia đôi một câu ra. Và trận tỉ thí trước đêm tàn, xong mình lấy làm hơi. Khán giả hồi hộp ngay. Đấy, mình sẽ chia ra xong mình chia từng đoạn ra. Một câu thì nó chia một nửa hoặc là chia thành bốn, chia thành từng. Vậy là tôi biết rồi, mấy lần mà tôi đọc karaoke ở trên hát karaoke hay nhạc rap với lại lúc nào cũng đứt hơi hết nửa đường, xong mình kêu sao cái bài này nó dài hơi dữ vậy trời. Hát là tại vì không có biết cát nữa, mình cứ đọc
đập vội theo có nhịp ngắt nhịp nghỉ giống như kiểu 1, 2, 3, 4 là nghỉ rồi giống kiểu là tê 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 nghỉ là bắt đầu lúc mà trong thời gian mà mình vừa nghỉ là mình lấy hơi nghỉ tê 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 đó là lúc này lấy hơi. Nhưng mà sẽ có một số rapper thì người ta sẽ dùng cái kiểu tip khác, kiểu lấy hơi khác nó nhẹ hơn, đó giống như kiểu thầy Bin. Thầy Bin sẽ có những cái độc rap nó chậm rãi hơn, nó làm cho người ta dễ nghe, nó từ từ nhưng mà kiểu vẫn đâm vào trong đầu những câu punchline hay là những câu keyword là nó rất là catchy. Thì cái tip tiếp theo mà của trong delivery khi mà hồi nãy Thi vừa nhắc ấy là lúc mà mình buồn thì mình phải có một cái tông. Đúng rồi. Buồn. Yeah, đúng rồi. Tông. Không, nếu mà tông vui là bị phô liền ấy nha. Nó phô liền á. Nó kỳ liền á. Thì sẽ có những cái flow, những cái thái độ nó không còn buồn, nó không có vui mà nó chiến. Chiến. Nó chiến. Nhưng mà ví dụ nhá, có những cái bài như kiểu nhạc buồn đi nhưng mà giọng mình nó kiểu bị cao quá thì sao? Chịu thôi chứ sao? Không đó gãy hơi, cũng có lo phải coi là bản thân mình, coi là khả năng của mình. Yeah. Có một số cái nó kỹ năng hơn, nó có một số cái delivery kỹ năng hơn như kiểu melodic. Melodic rap nó sẽ nâng cao hơn một chút về cái delivery thông thường là bởi vì nó có nốt. Cái đấy nó vừa kết hợp với hát ấy. Đúng rồi, nó kết hợp với nốt. Là đọc rap rồi đọc rap, nốt xong luôn. Rồi có nốt trong đầu, cũng không phải là nốt mà là melody trong đầu. Có giai điệu là, nó sẽ bổ trợ. Như bài của anh Just Tati á. Đúng rồi, anh Just Tati này, MC Key này, The Link này. Thì thường bây giờ các bạn trẻ cũng hay sử dụng cái gọi là auto-tune. Đấy, để có thể làm cho cái màu giọng, chất giọng, màu giọng của mình nó điện tử hơn, nó xịn hơn và nó chói hơn ấy, kiểu thế. Nghe nó nhưng mà Ati là bây giờ xài auto-tune chưa? Dạ có, nhưng mà Oti sử dụng ít lại, tại vì cái màu sắc của Oti cũng muốn mang cái thuần túy ở trong cái vocal chính của mình. Để cho đưa tới cái cảm xúc nó real hơn. Nhưng mà không phải Oti là không real nha. Không, là cái đó tùy dòng nhạc. Đúng rồi, nó tùy dòng nhạc. Tại vì cái chất nhạc của Oti thì cần nó, bởi vì tên của Oti là Real Talk thì cái chữ đấy nó phải gắn liền với vocal của Oti. Bây giờ mới biết Real Talk với nhờ. Thế thì hai ra thì mình có thích xài auto-tune không em? Em nghĩ là cũng tùy bài. Tùy bài à. Nhưng mà em vẫn thích nghịch auto-tune. Auto-tune vui lắm. Auto-tune vui lắm. Lâu có mấy quả dí. Hát cải lương mà auto-tune nghe phê em ạ. Ok, thì trước khi mà Oti muốn tập luyện thì Oti sẽ hỏi về Hibra trước. Khi mà em luyện tập ở nhà với góc độ delivery của riêng em á, thì ở nhà thì em thường hay tập luyện như thế nào? Như đã nói thì là delivery nó sẽ là cách mà mình sử dụng giọng. Để truyền tải năng lượng, cảm xúc và ý nghĩa. Thì nó có hai phần, một là sử dụng giọng và hai là truyền tải cảm xúc, năng lượng và ý nghĩa. Thì như anh nói thì cách sử dụng giọng thì em cũng giống anh, em cũng tập đọc. Em đọc sách, cũng đọc sách, đọc truyện chẳng hạn. Nhưng mà mình không đọc trong đầu mà mình đọc ra ngoài tiếng. Mình đọc, và em cũng đã tập khoảng mấy tháng. Thì em cảm thấy là khoảng mấy ngày đầu thì nó khá là gượng, tại vì mình chưa biết cách ngắt nghỉ vào đâu và đọc để cho nó lên mạch. Nhưng mà sau vài ngày khoảng đến một tuần thì bắt đầu nó lên mạch hơn, bắt đầu mình biết cách sử dụng giọng của mình hơn. Nhưng mà cái lúc đọc đấy là mình đọc bình thường hay là mình đọc mình đọc bình thường thôi, đơn giản là mình cách thì mình sử dụng giọng của mình thôi mà. Nó như kiểu là mình tập gym ấy, nhưng mà thay vì mình tập bằng tạ thì mình đọc chữ ra. Xem nó cái tip thứ hai. Thứ hai về phần truyền tải cảm xúc, năng lượng và ý nghĩa. Delivery nó có hai, thì nó cũng có hai phần, một phần là đến từ beat, nghĩa là cái năng lượng và mình cần cái năng lượng nó phải hợp với beat. Và đầu tiên trong delivery nó phải đúng tông. Và phần thứ hai là phần về ý nghĩa và phần về cảm xúc. Thì nghĩa là mình sẽ thể hiện cái cảm xúc của về mặt chữ ấy. Đấy, thì nó hai phần đấy thì mình có một cái tip, đấy là cái beat thì nó sẽ đi vào tai và mình rap thì sẽ ra bằng miệng. Nên là khi mà mình rap và mình muốn chú ý vào delivery thì mình có một cái tip, đấy là mình sẽ để sát cái beat vào tai và nghĩa là khi mà mình cảm thấy mình không cảm được cái delivery mà đúng cái ý tưởng của mình ấy, thì mình sẽ để sát loa vào tai hơn và phân một cái sự chú ý vào một phần vào tai để mình có thể cảm nhận về phần beat. Sau đó là phân một cái phần chú ý nữa về phần cổ họng để mình và có hai phần chú ý. Nhưng mà vậy sao mình không xài tai nghe? Ý là cứ nghe thẳng luôn. Khi mà mình rap ấy, mình rap mà không dùng tai nghe ấy, thì nó sẽ cái âm nó sẽ lan ra bên ngoài và mình sẽ nghe nó rất là khác khi mà mình đeo tai nghe vào và mình rap trên mic. Có nghĩa là ý Hebra ở đây nói, khi mà chúng ta dùng tai nghe
thì cái beat của nó sẽ áp luôn cái giọng của cái mình giọng nhé. Đó, nó áp luôn cái giọng của mình chỉ nghe được beat thôi. Và thường mình khi mà mình dùng tai nghe thì mình sẽ cảm được nhịp. Yeah. Nhưng mà khi mà mình muốn control được cái tâm hồn của mình, cái thái độ của mình ở trong bài hát đó thì mình phải nghe ở lo ngoài. Yeah. Kể cả là khi mình thu âm ấy thì mình cũng thì các rapper cũng thường là để một tai làm chủ được tông giọng của mình. Thế mình có tập trước gương không? Tập trước gương hoặc trước gương là tập hơn là về phần performance hay khó chứ. Đúng rồi. Để coi thử cái mặt mình nó làm sao rồi. Đúng rồi, phải có chứ, lúc mà cái mặt mình cũng hơi mếu. Không được. Có một cái tip thứ ba mà mình hay dùng đấy là về flow thì mình hay nói là cơ thể sẽ là cái thứ mà điều khiển flow và cơ mặt sẽ là cái mà điều khiển delivery. Yeah. Và giống như lúc nãy nói là khi mà mình rap bài buồn thì mình phải buồn đúng không? Và nó buồn từ đâu? Buồn từ cảm xúc bên trong và nó thể hiện lên cơ mặt của mình. Cơ mặt của mình nó sẽ buồn. Và khi mà mình vui thì cơ mặt của mình nó sẽ vui. Yeah. Và cái cơ mặt là sẽ cái rất dễ để điều khiển delivery của mình. Bữa ngày xưa đóng người gia công rất là kiểu deep nha. Lúc đấy mọi người bảo là em cười lên xem nào, xong em bảo không được, em phải buồn. Không, thì ra là một thí sinh khi mà bước vào Rap Việt 1 ấy, cậu bé này có khá là tự ti. Tự ti á? Khá là tự ti. Lúc mà OT lần đầu tiên nhìn thấy Hip Ra thì lúc ấy cậu để tóc dài xong mang quả dép dài. Kiểu nhìn này nó đứng trên sân khấu run lắm. Cứ đứng như thế này, nhưng mà về sau thì thấy kiểu sự trưởng thành của cậu ấy khác ấy, về cách diễn đạt hay là vấn đề mà biểu diễn của cậu ấy nó cũng khác biệt thì hơn ai mà. Ai cũng có lần đầu mà. Đúng rồi, cái sự luyện tập. Đấy. Thì chắc là ba cái tip rồi. Hôm nay ví dụ như bây giờ mình áp phê một trò chơi được không? Yeah, chơi. Áp phê một trò chơi. Chơi hả? Đây là một cái buổi luyện. Rồi, phải chơi này được không? Ok. Buổi chờ mãi mới đến lượt trò chơi đây. Một cái buổi luyện giọng. Thử đơn giản trước đi. Ok. Ta là ta là ta. Ta là ta là ta. Ta là ta là ta là ta. Đấy, ok chưa? Bây giờ thử 4 lần như thế. Ta là ta là ta. Ta là ta là ta. Ta là ta là ta. Đó, thì bây giờ mình sẽ đếm bằng 1 2. À, 1 2. 1 2 3 em 4. À, 1 em 3 em 4. Đấy, bây giờ mình sẽ thử nhá. 1 2 3 3. Ok. 1 2 3 em 4. 1 2 3 em 4. Yeah. 1 2 3 em 4. Okay. 1 2 3 em 4. Ê, ta đi lên mặt trăng. Ê, dựng trên quả cung trăng. Ê, đấy thì nó sẽ có những cách như thế mà chúng ta sẽ đếm bằng số trước. Là mình xong rồi mình mới ghép chữ vô. Ghép chữ vô. Đó là cách luyện tập đơn giản nhất. Yeah, bây giờ thử lão gió. Yeah, 1 2 3 em 4. 1 2 3 em 4. Rồi, hai ra trước đi, hai ra trước đi. Yeah. 1 2 3 em 4. 1 2 3 em. Đấy, 1 2 3 em 4. Yeah, 1 2 3 em. Yeah, 1 2 3. Đây, 1 2 3. Đó. Thế thì bây giờ mình nghĩ ra một cái câu gì đấy đi nhỉ? 1 2 3 em 4. Ê, anh đâu cần đi trốn. Ê, 1 2 3. Em là vợ người ta. Cái gì đấy? Okay. Đấy, ý là nhịp thôi. Không, em không cần phải cười anh như thế. Anh chỉ muốn là có nhịp thôi, em hiểu không? Đây này, 1 2 3 em 4, rapper on the mic. Đấy, 1 2 3 em 4. Yeah, rapper on the beat. Ê, 1 2 3 em 4. Rapper on the mic. Yeah. Không cần có nơi trốn. Không cần. Thôi cũng hợp lý rồi. Ok chưa. Rồi, ok, thank you bro. Thì gió thử 1, 2, 3, and 4. Yeah. 1, 2, 3, and 4. Thả lỏng cơ thể ra. Thả lỏng. 1, 2, 3. Giống như kiểu bạn nhú nhảy thử đấy. Okay. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3. Để anh gõ cái số 4 này. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Cái này giống kiểu nhịp nhịp cắt á. Là 1, 2, 3, and 4. Cắt. 1, 2, 3. Nhưng mà cái đến nhịp 4 là để mình lấy hơi tiếp à? Ừ, nó là nhịp 4 này. 1, 2, 3, and 4. 1 2 3 em 4. Cái đoạn mà sau số 4 là mình lấy hơi vào luôn đúng không? Đúng rồi. Là lấy nhanh một phát xong rồi 1 2 3. Thì trong cái cách mà mình đếm nhịp á, nó sẽ có nhịp 4 4 này, nhịp 2 4 này, đấy, nhịp 4 2 này, đấy, cái kiểu đấy thì mình sẽ dựa vào những cái nhịp đấy để mình đếm được cái số đấy. Và khi mà mình đếm được cái số đấy là mình có thể control được cái flow của mình cũng như là cái delivery của mình. Tại sao hồi nãy OT lại bảo gió cũng như là Hibra đếm số, bởi vì khi mà đếm số á, cái giọng của mình thoát ra, cái số đấy nó phải rõ. Nó phải rõ thì lúc mà mình đọc nó cũng sẽ phải rõ chữ. Mình quen ấy. Cho mình là quen. Giống như kiểu mình tập đọc luôn hả? Đúng rồi, nó phải tập đọc nó y chang luôn. Bây giờ thử nhá. Đọc cái bài sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Đấy, đó ra. 1 2 3 em 4. 1 2 3 em 4. Đúng rồi. Hay quá. Hợp lý. Tôi đang bị lấy hoài lúc đó. Chưa tập quen cái kia. Thì thử thôi. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Bây giờ là đếm 1 2 3 em 4. 1 2 3 em 4 xong bắt đầu là sóng bắt đầu từ gió này. Được chưa? Ok. Ok lại nhá. 1 2 3 em 4.
Ê. 1 2 3 and 4. Ê. 1 2 3. Sóng bắt đầu từ gió. Ê. Gió bắt đầu từ đâu? Ê. Em cũng không biết nữa. Ê. Bây giờ quên rồi luôn. Bây giờ quên rồi. Yeah, và các bạn cũng vừa mới xem được cái cách trải nghiệm của delivery khi mà chúng ta truyền đạt ở trong một bài hát cũng như là một cái flow đơn giản. Thì khi mà mình nghĩ là cái này mình có thể tập ở nhà hàng ngày điều độ ở được bình thường. Yeah, nó không có vấn đề gì cả. Và mình tin chắc là tất cả các bạn khán giả khi mà xem chương trình Rapper on the Mic vẫn có thể tập luyện cái cơ bản này ở nhà. Game mini đoán tên từ khóa. Let's go. Ok, let's go. Wow. Okay. Wow, cái này không nghe được cái gì luôn. Không nghe được đúng không? Diễn đi, diễn đi. Ok. Điểm huyệt. Điểm huyệt. Điểm huyệt. Điểm huyệt. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này khó, cái khó. Sống dài thành huyền thoại. Đừng có nói diễn tả đi. Nó khó quá, bỏ qua nha, khó quá, bỏ qua nha. Về đi coi. Sống dài thành huyền thoại. Sống dài thành huyền thoại. Đúng rồi, chính xác. Hách. Team này hách. Con ong chia 33. Lông. Con ong mình. Con rồng. Con ong. Con ong. Con ốc. Con ong. Con bay bay. Chim bay. Không, con ong. Chim bay. Ong. Con ốc à? Gần giống. Đúng rồi. Trong cái bài 2 triệu năm ấy. Trong 10, bài 2 triệu năm. Đúng rồi, 9, con ong. Con ong. 8. Chị không biết bài 2 triệu 7, năm. Thôi bỏ qua. Ok. Ok. Vậy nhiêu tiền để làm gì? Chính nó. Mấy giờ nhỉ? Người ta. Ba rồi, đổi. Cứ tiếp đi. Ok. Phui. Không dám đâu. Cái bài phui là gì nhỉ? Không dám đâu. Em còn phải học bài. Đúng rồi. Cái này khó nè. Này em ơi, why you so đẹp? Why em so đẹp? Rất ngôn ngữ nha, rất bài bản. Why you so đẹp? Yeah, nhưng mà trước đấy. Này em ơi. Này em ơi, why you so đẹp? À chị. Này em ơi. À, tao. Em. Yeah, này em ơi. Em. Ơi. Năm. Ơi ơi. Hơi. Yeah, bốn. Này em ơi, why em you hơi so đẹp? Ba. Hai. Em hơi. Hết giờ. Ok, ra đường anh là cá mập. Cá ra mập. Đường. À, ở nhà anh là cá mập. Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Đúng rồi. Cái tai nghe của bạn này khai. Cho đọc có vẻ rõ. Lộ đề rồi. Sao? Ok, và chúng ta đã vừa trải qua hết tất cả các điểm thì nhanh ta. Bao nhiêu điểm? 4 điểm. Wow. Rồi tới anh em mình. Đây. Đến vòng 2. Để tôi coi nữa. Cái này dễ thế nhỉ? Hey. Nói cũng được mà. Rapper. Tạm bỡ. Rapper. Đúng rồi. Rapper. Ok. On the mic. Yes. Ok. Easy. Ok. Ôi, cái này khó. Ai không biết diễn sao luôn. Ê chè à? Bay. Chim thắng, bay. Thắng. Cái này thắng. Là tại sao lại thắng? Chiến thắng à? Thăng hoa. Oh. Áp. Đảo. Ừ, thắng áp đảo. Thăng hoa trên đảo. Thăng hoa đảo. Thắng. Thăng đúng không? Chiến thắng. Có một chiến thắng không? Không có chiến thắng. Ok. Đấu sắc. Win. Thắng áp. Thâm á. Áp. Đập á. Áp âm. Được, ý là diễn tả nấu ăn rồi đó. Free buy. Ok. Thắng. Ok. Áp. Thắng áp đảo. Ok. Đúng không? Chật đúng không? Vậy mà cũng được. Chật. Khó. Căng ta. Cái diễn sao luôn? Cân tim. Yeah. Xong rồi à?
còn còn còn. Ơ thế có đổi lại không? Ok, đổi đi ha. Cái gì đây? Ui trời ơi. Này không biết rồi, này không biết rồi. Diễn đi, diễn cái bài đó đi, hát cái bài đó đi, có khi biết á. Lan Quế Phường, tầm này là tầm thường. Lan, đúng rồi, có okay. Một chị Lan, có chị Lan nha. Ừ, có chị Lan. Có chị Lan nha, ừ, có chị Lan. Chị Lan đi đâu? Quế, nghe thấy đâu. Quế. Đúng rồi. Ok. Đi phường, vào phường. Lan Quế Phường. Rồi. Tầm. À, Lan Quế Phường, tầm này là tầm thường. Đây. Ở đây với là thiên đường. Ok. Em cũng biết à. Trời ơi, chị Lan thôi, là chị Lan. Ôi, câu này không chỉ nha, không chỉ nha. Tinh. Có bầu. Xinh. Rồi. Ok. Game, tồn. Cái gì tồn à? Xinh xong thì cái gì tồn à? Cái gì tồn? Xinh quay. Xinh quay là gì? Xinh tồn. À, xinh tồn. Ok. Xinh quay là cái gì không biết mình. Uầy, bật luôn công tắc gật đầu. À. Lau. Sao đau được? Bật luôn công tắc. Bật. Không biết rồi. Ừ, đúng rồi. Bật. Công tắc. Bật luôn công tắc. Bật luôn công. Bật luôn công tắc gật đầu. Thôi cái này không thể biết được rồi chị ạ. Hay quá. Cái này không biết đâu. Ôi à, xe thì... Ôi, vẫn còn à? Còn. Xe. Xe muối. Thính. Thính gì vậy? Không ai biết là cái gì luôn á. Bạch. Thính. Thính. Ừ, rồi cái gì nữa? Xe. Xe thính. Ok. Wow. Còn gì nữa? Yeah. Hết rồi. Free Fire, ba đồi style. Ok, thì cũng rất là cảm ơn hai trai cũng như là lão giáo là đến với chương trình ngày hôm nay. Thì không biết đó là hai bạn có thể bật mí cho mọi người biết về cái gọi là dự định trong tương lai của mình không? Thì lão giáo trước đi ha. Sau cái chương trình ngày hôm nay thì gió cảm thấy là tự dưng mình lại thích rap hơn là các cái khác. Có khả năng là sau này sẽ nghiên cứu và học thêm về rap nữa. Biết đâu mình vừa livestream mình lại vừa rap thì sao? Nick name sẽ lấy là rapper lão gió đúng không? Nghe cũng không tồi đúng không? Đâu, nhưng mà mình phải, nếu mà rap thì mình phải lấy cái nghệ danh nào mà nó kiểu cắt một tí hả? LG à? LG LG nó hơi TV tí. Ơi, còn hai rap thì sao nhỉ? Hira nghĩ là mình sẽ vẫn như bình thường thôi, viết thêm nhiều nhạc. Hira, em có thể nào mà lead một tí về nội dung cũng như là share thêm một tí bí mật về demo này không? Cái demo này em viết một verse và trong một bài đang hoàn thành. Và bài này thì em sẽ viết về suy nghĩ của em về trên con đường của mình. Nhưng mà vì là một bản sơ khai thôi, nó chưa hoàn thành. Nên là cái beat thì em vẫn sử dụng beat beat free. Chưa có lại beat. Yeah. Yeah, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một demo sơ khai của Hira. Thì ok, và mời em sân khấu này của em. Okay, let's go.
Ôi, hay ra hay nhỉ. Thôi bây giờ Ati mình cũng làm bài đi chứ. Mình nghĩ là cái bài hát thì chắc là để lần sau đi, bởi vì chương trình cũng có hạn và cuộc vui nào cũng có đến lúc tàn thôi. Thì một lần nữa xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Gadana Free Fire, Battle Insight cùng chiến với Rap On The Mic. Và cảm ơn đơn vị đồng hành cùng tài trợ, hai anh em đã đi cùng chương trình. Và các bạn nhớ đừng quên truy cập vz.vn siêu vũ trụ giải trí đa tầng với nhiều thông tin đặc sắc 24/7 cho mọi người. Và các bạn nhớ cũng đừng quên theo dõi Rap Việt mùa hè trên Vion nha. Bye bye, bye, bye. Peace and love. Free Fire, chiến cùng rapper on the mic.